sinh Golden Up từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Xin được chào đón quý thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 9:30 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Thưa quý vị thính giả, chương trình ngày hôm nay có chủ đề những hệ lụy khi trẻ biếng ăn kéo dài và bí quyết giúp trẻ ăn ngon. Đồng hành với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với vị khách mời, Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Và lần đầu tiên thì Mai Hương xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình, xin chào Mai Hương. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Khoa và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Golden Lab tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Vâng, thưa quý vị thính giả, trẻ em trong giai đoạn phát triển nên là nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn. Nhưng khi trẻ biếng ăn thì lượng dưỡng chất nạp vào lại rất ít, vì thế sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu tăng trưởng của cơ thể. Và chỉ cần thiếu một dưỡng chất thôi là đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của trẻ rồi. Và nếu trẻ thiếu vitamin A thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực, thiếu vitamin B1 thì gây phù, thiếu sắt thì dẫn đến thiếu máu ở trẻ. Hoặc là nếu thiếu canxi thì sẽ bị còi xương và hơn hết là biếng ăn sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ. Vì vậy, giải pháp giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, giúp trẻ nhận đủ dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật, phát triển khỏe mạnh và toàn diện thì như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với chuyên gia Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa giải đáp về vấn đề này. Và đầu tiên thì Mai Hương xin được trò chuyện với bác sĩ Đinh Ngọc Hoa như thế này. Trẻ biếng ăn khiến cho cha mẹ lo lắng vì lo sợ cái tình trạng này kéo dài, ai cũng biết rồi. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là trẻ có biểu hiện như thế nào thì các bác sĩ dinh dưỡng xếp là biếng ăn và biếng ăn kéo dài thì là gì? Chúng ta biết rằng là biếng ăn thường kèm theo một chậm tăng cân và nó là một cái tình trạng rất phổ biến hiện nay và nó cũng là cái mối quan tâm lo lắng hàng đầu không những của các cái bậc cha mẹ có con dưới 6 tuổi mà đôi khi cả làm đau đầu cả các thầy thuốc lâm sàng cũng như là các thầy thuốc dinh dưỡng. Vì có rất nhiều em bé đến nói bác ơi, bình thường cháu nó biếng ăn chẳng chịu ăn rồi, bây giờ ốm chẳng ăn tí nào, cháu không biết làm thế nào, bác giúp cháu với. Đấy, cái tình trạng biếng ăn nó vô cùng là phổ biến, đặc biệt là khi các em bé ốm đau thì cái biếng ăn nó lại càng nhiều hơn. Và khi mà trong cuộc sống xã hội ngày nay, khi mà cuộc sống của chúng ta cũng không còn phải lo nhiều từng bữa một giống như nhiều thập kỷ trước nữa, và bữa ăn của người Việt cũng đã được cải thiện rất là nhiều, nhưng mà cái tình trạng biếng ăn rất phổ biến, đặc biệt là hay gặp ở những gia đình mà có điều kiện khá giả hơn là những gia đình nghèo. Và với các cái biểu hiện mà ai cũng biết được, đấy là bé thường là ăn ít hơn bình thường, hoặc là bữa ăn thường kéo dài trên 30 phút, khi thậm chí cả tiếng đồng hồ có những em bé ngậm nuốt rồi đi rong cả tiếng đồng hồ cũng không ăn hết một nửa bát cơm. Thế rồi em bé thì không chịu nuốt rồi cứ ngậm thức ăn ở trong miệng, rồi quấy khóc, khóc lóc khi mà nhìn thấy mang thức ăn đến rồi lại thay tay che miệng, rồi từ chối nhất định không chịu ăn, không chịu há mồm, lại bịt mồm lại, bỏ chạy, rồi đôi khi còn hất đổ thức ăn và cáu gắt khi mà mang thức ăn đến. Và cái khi mà những cái em bé ở những em bé biếng ăn như vậy thì những cân nặng nó thường là thấp hơn so với chuẩn và chiều cao cũng thấp hơn so với chuẩn. Và như vậy chúng ta biết là biếng ăn nó là cái tình trạng mà em bé không chịu ăn hoặc ăn ít hơn bình thường, ngậm thức ăn ở trong miệng và không chịu nhai nuốt khiến cho bữa ăn kéo dài. Và trong bữa ăn thì trẻ không chịu ăn một số loại thức ăn hoặc từ chối tất cả các loại thức ăn, hoặc là có những hành vi bất thường như là khi thấy mang thức ăn đến rồi quấy khóc ầm ĩ vân vân. Và cái tình trạng này kéo dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em bé. Và cái tình trạng biếng ăn mà kéo dài trên 2 tuần là một cái tình trạng biếng ăn kéo dài. Và nó cũng, nếu như chúng ta không để ý mà chúng ta không chỉnh lý kịp thời thì cái tình trạng biếng ăn này nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của em bé và nó gây nên những hậu quả mà chúng ta không mong muốn. Dạ vâng, như vậy thì với những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa về cái vấn đề là trẻ biếng ăn rồi thì biếng ăn kéo dài, và có lẽ là với tất cả các bậc phụ huynh, những bậc nhất là với những cha mẹ trẻ lần đầu tiên làm bố làm mẹ, và khi mà thấy con gặp những cái tình trạng đau ốm rồi thì nhất là trong cái cuộc sống hàng ngày lại biếng ăn nữa thì quả là vô cùng là khổ sở, vì là lúc nào cũng lo lắng là không biết con mình ăn như thế thì liệu có đảm bảo chất dinh dưỡng hay không, và liệu có đủ để mà phát triển hay không. Và trong thực tế thì thưa bác sĩ ạ, trẻ ăn ít thì thường gầy thấp và hay ốm, thì liệu đây có phải là hệ lụy của biếng ăn kéo dài hay không? Và xin bác sĩ cho biết là nếu như biếng ăn kéo dài thì sẽ ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe của trẻ như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của Mai Hương. Đúng như Mai Hương nói, tức là những em bé mà ăn ít thì thường là gầy thấp và cũng hay bị ốm vặt. Và cái đó cũng chính là cái hậu quả, cái hệ lụy của cái biếng ăn.
Bởi vì chúng ta biết rằng là cái 100% cái năng lượng cần cho sự phát triển của cơ thể thì đều phải thông qua cái đường tiêu hóa. Và cái tốc độ phát triển của cơ thể nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố. Trong đó thì dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất. Vì chúng ta biết rằng là cái chúng ta muốn cơ thể muốn phát triển, chúng ta phải ăn được. Mà có ăn được thì mới có thức ăn nó vào trong người, mới có chất dinh dưỡng vào trong người thì chúng ta em bé mới phát triển được. Chứ còn chẳng có ai mà không ăn mà vẫn cứ lớn vù thì cái đấy là không có rồi. Thế và cái chúng ta ăn, chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn thức ăn vào thì một phần năng lượng nó dùng cho hoạt động chuyển hóa cơ bản của các tế bào, các cơ quan trong cơ thể. Và phần năng lượng này nó là cái năng lượng cố định và nó được ưu tiên hàng đầu. Và nếu thiếu đi một phần năng lượng này thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Và phần lớn các cái năng lượng mà chúng ta ăn vào thì dành cho các hoạt động sống hàng ngày như chúng ta chạy, nhảy, nói, cười, vân vân. Còn một phần năng lượng được tích lũy dưới dạng dự trữ và cái năng lượng này nó cần thiết, nó dành cho sự phát triển của cơ thể. Tức là như vậy, khi mà em bé biếng ăn thì cơ thể em bé không hấp thu đủ chất dinh dưỡng. Và khi có không có đủ chất dinh dưỡng thế nhưng mà các cơ quan trong cơ thể vẫn phải hoạt động, em bé vẫn hoạt động hàng ngày, vẫn nói, vẫn cười, vẫn chạy, vẫn nhảy. Và cơ thể vẫn phải tiêu hao một số cái năng lượng dành cho những hoạt động sống của cơ thể cũng như cái năng lượng mà dành cho hoạt động chuyển hóa cơ bản trong cơ thể. Bởi vậy mà cái năng lượng cung cấp vào nó thiếu thì cơ thể nó phải lấy cái nguồn năng lượng dự trữ ở trong cơ thể ra. Và khi mà lấy ra cái nguồn năng lượng dự trữ như vậy thì cơ thể nó sẽ mất đi cái phần năng lượng tích lũy cho sự phát triển của cơ thể. Được. Khiến cho em bé sẽ chậm phát triển chiều cao và chậm phát triển chậm lên cân. Và dẫn đến cái tình trạng này mà kéo dài thì nó dẫn đến hậu quả là thấp còi. Mà những em bé thì thường là những em bé biếng ăn ấy, thường lại hay quấy khóc rồi ngủ không yên giấc vì em bé đói, nhưng mà em bé lại không muốn ăn, mặc dù trong bụng là đói nhưng mà cho thức ăn vào thì em bé lại từ chối ăn một vài miếng lại thôi. Được. Chính vì vậy mà cái giấc ngủ của em bé nó không được yên giấc giống như những bạn khác. Và khi mà ngủ không yên giấc như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc tiết hormone tăng trưởng. Vì chúng ta biết rằng là cái hormone mà phát triển chiều cao thì nó lại tiết ra chủ yếu là vào ban đêm. Khi mà em bé đã ngủ say vào khoảng tầm từ 10 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Và nếu em bé ngủ không yên giấc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Bởi vì là như thế thì các hormone tăng trưởng nó cũng sẽ không tiết được và dẫn đến là em bé cũng sẽ chậm phát triển chiều cao. Và cái tình trạng biếng ăn kéo dài thì cơ thể sẽ bị thiếu hụt cái chất vi chất dinh dưỡng kéo dài. Và nó sẽ dẫn đến là chậm phát triển về thể chất, tinh thần, vận động. Và điều đó nó cũng sẽ làm cho cái sự suy giảm miễn dịch. Bởi vì chúng ta biết rằng là 80% cái hệ thống miễn dịch của cơ thể, sự hoàn thiện của cái hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta là do hệ thống tiêu hóa quyết định. Bởi vậy nếu mà bây giờ các em bé ăn ít mà không chịu ăn thì hệ tiêu hóa của em bé cũng không có được sức khỏe tốt. Và khi mà cái hệ tiêu hóa không phát triển được tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển cái hệ thống miễn dịch của em bé. Trong khi mà cái hệ thống miễn dịch mà thụ động do mẹ truyền cho thì nó lại giảm dần khi mà em bé sinh ra và gần như là bằng không khi em bé được 12 tháng tuổi. Bởi vậy cái em bé ăn uống kém rồi biếng ăn kéo dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hoàn thiện của hệ thống miễn dịch và dẫn đến là miễn dịch suy giảm và em bé lại hay ốm vặt. Và khi ốm vặt thì nó lại dẫn đến là biếng ăn rồi lại dần dần lại chậm đến cân và nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn như vậy. Và hậu quả là em bé sẽ dễ lớn lên, sẽ dễ bị thấp còi. Và khi mà chúng ta chú ý là khi trẻ đi khám mà bị còi xương dinh dưỡng thì hầu hết là những em bé này đều biếng ăn và cơ thể thiếu hụt cái vi chất dinh dưỡng trầm trọng. Và bởi vậy chúng ta nên chú ý là trong hàng ngày chúng ta nên là theo dõi cân nặng cho bé thường xuyên. Vì có rất nhiều những cái ông bố bà mẹ, các ông cứ nói đến cứ bảo là bác cháu chẳng dám cân em bé. Vì là ông bà cháu bảo nếu mà cân nhiều thì em bé lại chậm lớn không nên cân, thế là cháu chẳng dám cân. Tức là chính vì chúng ta không theo dõi cân nặng thường xuyên cho em bé mà dễ dẫn đến là em bé thiếu hụt cân mà chúng ta không biết. Được. Bởi vậy các bạn thường nên là cân cho em bé hàng tháng để và so với cái bảng chuẩn để xem em bé của mình có phát triển cái cân nặng đều hay không. Và nếu như mà em bé mà chậm tăng cân so với chuẩn hoặc là một tháng không lên cân thì các bạn cũng nên đưa đến các bác sĩ thăm khám để các bác sĩ xem là vấn đề của các bạn ở đâu và các bác sĩ sẽ giúp cho các bạn gỡ cái vấn đề đó và giúp cho em bé phát triển theo đúng chuẩn.
Dạ vâng, như vậy thì không thể nào mà chủ quan trước cái tình trạng là thấy trẻ nhà mình biếng ăn và thậm chí là biếng ăn kéo dài. Và cái hệ quả của biếng ăn kéo dài thì nó gây ra rất nhiều những cái tai hại đối với sức khỏe của em bé và cái sự phát triển sau này của em bé nữa. Và thưa bác sĩ, là trẻ em, trẻ nhỏ thì thường gặp tình trạng biếng ăn trong một cái thời điểm nào đó. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào thì trẻ hay gặp cái tình trạng biếng ăn và cái nguyên nhân nào thường gặp gây nên cái tình trạng biếng ăn của trẻ? Hầu hết các em bé đều có những lúc thời điểm bị biếng ăn. Nhất là những lúc mẹ ốm đau này, rồi lúc mà mọc răng lợi này. Nhưng mà hầu hết là đối với các em nhỏ thì những cái biếng ăn này nó cũng nó cũng diễn ra nhanh thôi. Được. Và khi em bé hết ốm, em bé lại ăn uống trở lại bình thường. Và một số ít thì em bé thì biếng ăn thường xuyên. Và đôi khi thì những gia đình có điều kiện thì em bé lại hay biếng ăn hơn là những gia đình không có điều kiện. Và cái độ tuổi biếng ăn thì lại thường hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Chúng một điều rất đáng buồn vì ở cái tuổi này đấy chính là cái giai đoạn vàng thứ hai trong quá trình phát triển của con người. Chúng ta biết rằng là trong quá trình phát triển của đời người thì có 3 cái giai đoạn vàng phát triển của mà cơ thể phát triển nhanh. Đấy là cái giai đoạn 3 tháng cuối của thời kỳ bào thai, giai đoạn từ 0 cho đến 4 tuổi. Giai đoạn 3 là giai đoạn tiền dậy thì. Và đặc biệt là cái biếng ăn nó lại xảy ra và thường xảy ra vào cái giai đoạn 2, là cái giai đoạn mà cơ thể em bé phát triển, tốc độ phát triển cơ thể nhanh nhất trong một đời người. Được. Tức là sau 12 tháng đầu đời thì trung bình là chiều cao của em bé tăng lên gấp 1,5 lần và cân nặng tăng lên gấp 3 lần so với lúc sinh. Và cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà em bé phát triển chiều cao cũng như cân nặng nhiều nhất. Nhưng đây cũng là cái giai đoạn em bé hay bị ốm nhất và cũng hay bị biếng ăn nhất lại xảy ra vào cái giai đoạn vàng thứ hai này. Yeah. Thông thường thì khi mà đến tuổi đi học thì em bé đến trường thì ăn uống lại theo giờ giấc, theo cô giáo thì cái tình trạng biếng ăn nó cũng sẽ giảm đi. Yeah. Và cái nguyên nhân biếng ăn thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều nghiên cứu cũng nhận thấy rằng là cái nguyên nhân biếng ăn thì hầu hết là đều là do tâm lý là rất hay gặp. Đó là cái quan hệ giữa em bé và cái người chăm sóc em bé. Với người chăm sóc trẻ thì đôi khi cha mẹ, ông bà chúng ta quá lo lắng về sự tăng trưởng của con. Khi thấy con ăn ít hơn các bạn cùng lứa tuổi thì lo sợ các em bé chậm lớn. Và chúng ta lại không hiểu biết về cái tâm sinh lý hình thành những hành vi của trẻ, dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa các bữa ăn. Và chúng ta cũng đôi khi cũng không tôn trọng cơ chế nó đói. Chúng ta thấy rằng là khi mà buổi sáng cho em bé ăn, thấy em bé từ chối ăn, thế là một lúc sau em lại cho em bé ăn một thứ khác, một lúc sau lại ăn một thứ khác. Tức là em bé cứ ăn liên tục từ sáng đến trưa. Vì không thấy em bé ăn được cho nên chúng ta lại sốt ruột, lại sợ em bé đói, chúng ta lại cho em bé ăn tiếp. Và chính vì như vậy mà dẫn đến là trong dạ dày em bé lúc nào cũng có thức ăn và nó không có cảm giác là thèm ăn, dẫn đến là cứ nhìn thức ăn là em bé lại sợ. Và đôi khi là chúng ta ép em bé ăn. Được. Và cái việc chúng ta ép em bé ăn đấy cũng khiến cho em bé sợ hãi khi em bé nhìn thức ăn. Thế rồi đôi khi là cái nguyên nhân cũng chính ở đứa trẻ nữa. Đặc biệt là những em bé nào ở những gia đình mà có điều kiện để chăm sóc nhiều hơn này, chiều chuộng nhiều hơn, thì những em bé sẽ rất dễ bị hay bị biếng ăn. Bởi vì chúng ta biết rằng là trẻ con cũng như người lớn, chúng ta đều thích trở thành tâm điểm và đều thích được người khác quan tâm. Yeah. Khi chúng ta lớn như thế này, chúng ta ốm đau, chúng ta cũng thích được chồng quan tâm, được các con quan tâm, được hỏi han vân vân. Thì các em bé cũng vậy, em bé cũng muốn là trở thành tâm điểm của cái sự quan tâm chú ý của người lớn. Bởi vậy khi em bé từ chối ăn thì em bé lại được là cả nhà chú ý đến, nào là người thì mang điện thoại ra mở hoạt hình cho em bé xem này, rồi người thì vỗ tay, rồi người thì gọi, rồi nựng vân vân. Và chính việc đó khiến cho em bé thích thú và em bé thấy rằng là ta không ăn ta lại được mọi người quan tâm nhiều hơn, mình tự ăn thì lại không được sự quan tâm đấy, và chính vì thế em bé lại càng từ chối ăn. Thế rồi đôi khi là chúng ta có một nguyên nhân nữa là đôi khi do có sai lầm trong sự chăm sóc của em bé. Chúng ta cho ăn sam sớm quá này, hoặc là đôi khi là chúng ta cho quá nhiều loại rau củ trong một cái bát bột. Chúng ta đi khám dinh dưỡng, các bác sĩ bảo là phải tô màu bữa bột này, rồi phải đủ 5 màu trong một cái bát bột của em bé vân vân. Thế mà cho nhiều loại rau quả, và chính cái việc mà chúng ta cho quá nhiều loại rau củ, chúng ta xay nghiền các loại rau củ ra, và dẫn đến là nấu lên là cái bữa ăn là cái bát bột nó lại trở nên nồng rồi khó nuốt. Vì vậy mà em bé cũng không muốn ăn. Vậy chúng ta khi chúng ta nấu bát bột mà chúng ta ăn, bản thân chúng ta phải nếm trước. Chúng ta ăn mà chúng ta thấy ủi ngon quá thì em bé ăn mới ngon, mình ngon miệng được. Trên đấy chúng ta ăn mà chúng ta thấy mình ăn cũng thấy khó ăn quá, nuốt chẳng nuốt được, thì làm sao em bé nuốt được. Đấy, nhiều khi là cái vị giác của em bé cũng rất là quan trọng. Yeah. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc chúng ta đưa số lượng vào cho đủ, và chúng ta không quan tâm đến việc là chúng ta cái miếng ăn của cái bát bột của em bé có hấp dẫn hay không, có ngon hay không, và có ăn được hay không. Và đôi khi chúng ta chỉ quan tâm việc làm sao mà đưa được nhiều vi chất dinh dưỡng cho em bé vào, càng nhiều càng tốt. Yeah. Và chính vì vậy mà chúng ta cái bữa bột
đôi khi cái bát bột nó lại trở nên là khó ăn và em bé lại không ăn được, và dẫn đến em bé là từ chối ăn. Và từ chối ăn thì chúng ta lại ép ăn, và ép ăn là làm cho bé sợ ăn và dẫn đến là cái sự đối đầu căng thẳng giữa cái người chăm sóc trẻ với em bé, và dẫn đến hậu quả là cái tình trạng biếng ăn kéo dài thì nó cũng sẽ là không tốt. Rồi đôi khi do bệnh lý nữa, một số những em bé mà bị ốm, có những em bé bị ốm nhưng mà em bé vẫn rất ngoan, ăn rất tốt. Được. Nhưng đa số các em bé khi bị ốm đau thường là không chịu ăn. Ví dụ như em bé bị sốt này, rồi bị ho này, rồi bị tiêu chảy vân vân, thì thông thường thì đa số những trường hợp mà khi em bé khỏi ốm thì em bé lại ăn trở lại bình thường. Và đặc biệt là cái mùa thu đông này, nó là cái mùa của cái bệnh lý virus và bệnh lý chân tay miệng. Có rất nhiều những em bé đến khám là bị sốt này, rồi bị viêm miệng, miệng đờ mọc rất là nhiều những nốt loét, và em bé đau, em bé không ăn được. Thì đấy là cái mùa hiện tại, là cái mùa giao mùa của cái mùa đông, mùa thu này. Được. Thì em bé, có rất nhiều em bé bị cái bệnh lý về chân tay miệng, chúng ta rất chú ý là chúng ta vệ sinh răng miệng cho em bé tốt để tránh những bệnh lý viêm miệng do herpes, do after, rồi đôi khi là những bệnh lý do chân tay miệng, là cái virus gây chân tay miệng nữa thường làm cho em bé viêm miệng, em bé khó ăn. Nên chúng ta phải chú ý là vào cái thời điểm giao mùa này, chúng ta chú ý vệ sinh miệng họng cho em bé tốt để tránh những bệnh lý về miệng. Và khi em bé bị viêm miệng, em bé hầu như là bỏ, chẳng chịu ăn cái gì cả. Rồi có những trường hợp mà em bé biếng ăn sinh lý, ví dụ trẻ vẫn khỏe mạnh bình thường, đôi khi lại có vài hôm biếng ăn rồi trở lại bình thường. Thông thường cái biếng ăn sinh lý này thì nó hay gặp vào cái thời điểm mà em bé mọc răng, mọc lợi, rồi em bé biết lấy biết đi vân vân. Thì những cái tình trạng này nó cũng quá nhanh, nhưng nếu chúng ta không để ý thì nó cũng sẽ bị lặp lại và nó hình thành thói quen lười ăn và dẫn đến hậu quả là cái biếng ăn kéo dài. Dạ vâng, rất cảm ơn chia sẻ kỹ lưỡng của bác sĩ Đinh Ngọc Khoa. Và theo như chia sẻ của bác sĩ Đinh Ngọc Khoa thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng trẻ biếng ăn kéo dài, và trong đó thì có cả những nguyên nhân chủ quan từ em bé và cả những nguyên nhân bên ngoài nữa. Trong đó mà Mai Hương rất là ấn tượng với cái việc là chúng ta đôi khi chúng ta không để ý đến những cái hương vị của những cái món ăn mà chúng ta cho em bé ăn, và cứ thế là bắt buộc bé phải ăn, và mình thì chỉ mong muốn làm sao cho em bé đầy đủ cái dưỡng chất, nhưng mà lại quên mất là cái để ý xem là cái món ăn hôm đó nó có hợp khẩu vị của em bé hay không, hay là nó có mặn nhạt hay là như thế nào hay không, đúng không ạ? Và trong đó có những cái nguyên nhân nữa là rối loạn tiêu hóa này, rồi thì tiêu chảy, táo bón vân vân, đầy bụng, hay là những cái bệnh chân tay miệng vào mùa như này, thì xin hỏi bác sĩ là vậy thì cái giải pháp nào giúp cho trẻ tăng cường cái sức đề kháng? Chúng ta biết rằng là ở những em bé biếng ăn ấy, thì lại thường hay bị cái rối loạn tiêu hóa. Thế và khi mà rối loạn tiêu hóa thì lại dẫn đến là biếng ăn, và nó là cái mối quan hệ qua lại, và cái điều đó thì nó sẽ dẫn đến là cái mất cân bằng vi khuẩn ruột và ảnh hưởng đến việc hấp thu thức ăn. Và khi em trẻ không hấp thu đủ thức ăn thì cơ thể nó sẽ mệt mỏi, nó sẽ ngủ không yên giấc, rồi nó sẽ quấy khóc vân vân, thì nó lại dẫn đến là lại càng biếng ăn hơn. Chúng ta biết rằng là trong cái đại tràng của con người cũng như của động vật thì đều có một quần thể vi khuẩn sinh sống, hầu hết các cái vi khuẩn này thì nó đều là những vi khuẩn có lợi, và nó tham gia vào sự hoàn thiện cái quá trình tiêu hóa thức ăn thông qua con đường lên men, từ đó tạo ra các axit amin, các vitamin, đặc biệt là các vitamin nhóm B, vitamin K, axit folic và nhiều chất dinh dưỡng khác, mà nhờ đó thức ăn được tiêu hóa và hấp thu hết. Ngoài ra, những vi khuẩn có lợi này nó còn có tác dụng ức chế các vi khuẩn có hại và ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn gây bệnh, và nó còn giúp cho tăng cường cái đáp ứng miễn dịch tại chỗ nhờ kích thích cái tế bào niêm mạc ruột sản xuất ra kháng thể IgA. Như vậy, một cái chế độ dinh dưỡng tốt và cộng với cân bằng vi khuẩn ruột thì nó chính là cái điều kiện cần và đủ để giúp cho bé ăn ngon miệng hơn, và giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, và giúp hấp thu cái chất dinh dưỡng, và còn giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể của em bé. Bởi vậy, một cái dinh dưỡng tốt tức là gì? Giúp dinh dưỡng tốt tức là giúp trẻ hấp thụ đủ cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bằng cách gì? Tức là chúng ta nuôi con đúng cách. Nuôi con đúng cách như thế nào? Tức là chúng ta cố gắng làm sao phải nuôi con bằng sữa mẹ. Và đặc biệt là trong 6 tháng đầu thì nên cho bố mẹ hoàn toàn. Nếu trường hợp mẹ thiếu sữa thì chúng ta vẫn cố gắng là cho bố mẹ trước, ăn sữa công thức sau. Thế và khi chúng ta ăn dặm thì chúng ta cũng nên cho ăn dặm theo đúng đủ và hợp lý cái thành phần dinh dưỡng. Một nguyên tắc cho ăn là chúng ta cho ăn ít một, từ từ tăng dần, từ tinh cho đến thô, từ loãng đến đặc,
Và cái khi chúng tập cho trẻ em thức ăn mới, chúng ta phải tập nhiều lần để cho bé tập làm quen. Và cũng không nên cho quá nhiều loại rau quả trong một cái bát bột. Chúng ta thay đổi các cái loại rau khác nhau, nhưng trong một bát bột chúng ta chỉ nên thay cho một hoặc hai cái loại rau thôi. Và khi mà chúng ta tránh hiện tượng mà chúng ta xay rau sống, khi chúng ta xay rau sống thì nó có mùi nồng rất khó ăn. Được. Chúng ta có thể đun chín lên chúng ta xay, hoặc chúng ta có thể thái nhỏ giống như tấm và chúng ta xay, chúng ta cho vào, chúng ta nấu cho chín kỹ thì để cho em bé ăn cho dễ và nó không tạo ra những hương vị khó ăn. Thế và chúng ta chú ý là thay đổi các cái loại rau củ thường xuyên để tạo ra cái vị giác để cho em bé ăn được ngon hơn. Thế và chúng ta chú ý là cho ăn đúng giờ và ngủ đúng giờ, tránh trường ví dụ như là em bé biếng ăn không chịu ăn, ví dụ như là 6 giờ chúng ta cho ăn sữa thì từ 6 giờ đến 6 giờ 30, nếu em bé không đủ cái số lượng sữa đó chúng ta cũng nên dừng lại và chúng ta để cho đến 9-10 giờ chúng ta lại cho bé ăn tiếp. Như vậy thì dạ dày đó thì em bé muốn ăn tiếp. Chứ nếu bây giờ 6 giờ chúng ta ăn, thế xong một lúc mà thấy em bé không ăn được, chúng 7 giờ lại cho ăn, 8 giờ lại cho ăn, 9 giờ lại cho ăn, như vậy thì đến bữa chính của em bé cũng sẽ không muốn ăn nữa. Thế ngoài ra thì để cho việc hấp thu thức ăn được tốt, giúp em bé ăn ngon miệng hơn, thì chúng với những em bé biếng ăn như vậy, chúng ta nên bổ sung thêm cái men vi sinh cho em bé. Chúng ta biết rằng là men vi sinh bản chất của nó là các cái vi khuẩn có lợi. Và khi mà chúng ta cho bé dùng cái men vi sinh đó thì ngoài việc nó giúp cái cân bằng vi khuẩn ruột ra, nó còn giúp cái việc tiêu hóa thức ăn và để cho em bé ăn được ngon hơn và tiêu hóa thức ăn được tốt, hỗ trợ hệ tiêu hóa cho em bé và em bé sẽ đỡ biếng ăn hơn. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, quý vị đang lắng nghe chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng với chủ đề những hệ lụy khi trẻ biếng ăn kéo dài và bí quyết giúp trẻ ăn ngon. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng đã từ đầu chương trình tới giờ được lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa về những cái hệ lụy khi mà trẻ biếng ăn kéo dài. Và vừa rồi thì bác sĩ cũng có nhắc đến những cái phương pháp rồi những cái giải pháp để giúp cho trẻ tăng cường sức đề kháng, cũng như là giải quyết cái tình trạng là đang bị biếng ăn và làm sao để giúp trẻ ăn ngon hơn. Và quý vị có thể gọi điện lên cho tổng đài của chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng ngay bây giờ qua số điện thoại là 1900 6255. Và một lát nữa thì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng sẽ trực tiếp để trả lời những câu hỏi của quý vị thính giả xung quanh chủ đề ngày hôm nay là những hệ lụy khi trẻ biếng ăn kéo dài và bí quyết giúp trẻ ăn ngon. Và quay trở lại với những câu hỏi mà Mai Hương muốn gửi tới bác sĩ Đinh Ngọc Hoa giải đáp cho tất cả chúng ta cùng nghe, đó là bên cạnh cái chế độ ăn phù hợp, bổ sung men vi sinh giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giải quyết được tình trạng rối loạn tiêu hóa hay gặp phải, trẻ thì sẽ ăn ngon miệng hơn và tăng cân tốt hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ Hoa là chúng ta nên lựa chọn cái men vi sinh nào để có hiệu quả cao khi sử dụng, thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng trên thị trường hiện nay cũng có rất là nhiều các loại men vi sinh, và cái việc mà đôi khi sự lựa chọn men vi sinh nào phù hợp cho em bé nó cũng khiến cho nhiều bà mẹ bối rối. Và theo như tôi được biết thì chúng ta nên chọn cái loại men vi sinh mà nó chứa hai thành phần là probiotic, là cái men là những lợi khuẩn được và cái thứ hai là cái prebiotic là cái chất C, cái chất xơ hòa tan. Và nó đôi khi chúng ta phải, ngoài cái thành phần như vậy, chúng ta cũng phải chú ý đến cái công nghệ sản xuất, mà công nghệ sản xuất tốt thì nó mới giúp cho cái vi khuẩn được bảo toàn cho khi đến tận ruột và phát huy được tác dụng. Chứ nhiều khi công nghệ sản xuất nó không tốt thì nó cũng sẽ dễ, cái vi khuẩn mà cái men vi sinh mà chúng ta uống vào ấy, nó cũng dễ bị môi trường axit dị vị của dạ dày phá hủy. Rồi trong cái điều kiện khí hậu của nước ta bốn mùa rõ rệt như vậy thì vào lúc mà thời tiết nóng ẩm rồi mùa xuân vân vân, nó dễ bị mốc, rồi là nắng quá nó cũng dễ bị làm cái vi khuẩn nó cũng dễ bị chết đi. Được. Nên chúng ta phải chú ý là cái công nghệ sản xuất cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay là công nghệ bao kép lắp 2 Pro, thì nó có hai cái bao để nó cái bảo vệ cái vi khuẩn, nó giúp cho vi khuẩn được an toàn đến tận ruột mới phát huy tác dụng tốt. Và cái nguồn gốc của cái men vi sinh cũng rất là quan trọng. Một cái nguồn gốc thiên nhiên thì nó cũng sẽ giúp cho cái men vi cái vi khuẩn nó có sức sống cao và có khả năng thích ứng, và nó không độc hại, nó lại dễ hấp thu và phù hợp với cơ thể con người và tác dụng tốt hơn, an toàn hơn, và có thể dùng kéo dài mà không nguy hại đến cái sức khỏe của người sử dụng. Ví dụ như là cái men vi sinh Golden Lab. Men vi sinh Golden Lab thì cũng bao gồm cái chất xơ. Chất xơ bao gồm cái probiotic, là những cái lợi khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới khuyên dùng. Ngoài ra thì còn chứa cái chất xơ hòa tan, và cái chất xơ này nó chính là cái ưu điểm vượt trội của men. Vì ngoài là nguồn thức ăn giúp các lợi khuẩn phát triển nhanh chóng, kích thích miễn dịch đường tiêu hóa,
bằng cách là tăng hoạt tính của các đại thực bào và tăng tiết các cái kháng thể IgA tại chỗ niêm mạc ruột. Nó còn giúp cho tăng cường hấp thu thức ăn, hấp thu canxi khoáng chất như kẽm, sắt, đồng và có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Rồi với cái công nghệ sản men vi sinh Golden Lab, với công nghệ sản xuất tiên tiến là công nghệ Lab Hybro, đã tạo ra với cái bao vi nang, lớp ngoài là polysaccharide và lớp trong là peptide, giúp cho vi khuẩn không bị phá hủy bởi dịch vị của dạ dày cũng như dịch mật và giữ được sự ổn định trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và đảm bảo vi khuẩn còn nguyên vẹn khi mà tới đại tràng. Rồi do có nguồn gốc từ thiên nhiên, tức là được sản xuất từ kim chi của Nhật Bản, của Hàn Quốc, cho nên vi khuẩn có sức sống rất là cao và nó đảm bảo nó được còn nguyên vẹn khi mà đến và khi chúng ta uống mà vi khuẩn đến đại tràng. Bởi vậy cái chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng men vi sinh này, bởi nó không chỉ giúp cho cái việc cân bằng vi khuẩn ruột, nó giúp bé tiếp thu thức ăn mà nó còn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hấp thu canxi và khoáng chất, đặc biệt là ở người nhà già và trẻ nhỏ thì cái sức đề kháng yếu luôn luôn là cái đối tượng tấn công của vi khuẩn virus. Hơn nữa là cái men vi sinh Golden Lab nó lại có mùi vị thơm ngon, dễ uống và đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, và các bạn cũng rất dễ dàng mua được ở trong các cái hiệu thuốc của bệnh viện. Và cũng nếu như bạn nào mà không mua được thì bạn có thể gọi điện thoại tư vấn từ tổng đài 1900 1259, người ta sẽ giúp mình có được cái sản phẩm mình mong muốn. Dạ vâng. Vậy thì với cái loại men vi sinh mà thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa vừa mới gợi ý cho chúng ta sử dụng để làm một cái loại men vi sinh giúp cho trẻ có thể là bổ sung giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp trẻ ăn ngon hơn. Vậy thì xin bác sĩ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp sử dụng này, thời gian dùng và những cái lưu ý nào khi sử dụng cái loại men vi sinh này không ạ? Chúng ta biết rằng cái men vi sinh Golden Lab là men vi sinh đạt chuẩn và được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, và do nó chứa các cái chủng vi khuẩn có lợi được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là cái chủng Lactobacillus và cái chất xơ và tan, lại có nguồn gốc tự nhiên rồi được bào chế theo công nghệ hiện đại Lab Hybro, nên rất an toàn khi sử dụng và có thể dùng được cả cho trẻ sơ sinh. Và ngoài việc dùng cho em bé bị biếng ăn, chậm tăng cân, em bé kém hấp thu rồi suy còi xương, suy dưỡng, nó còn được sử dụng trong những trường hợp mà các em bé bị mất cân bằng vi khuẩn ruột, ví dụ như là loạn khuẩn ruột do dùng kháng sinh. Ví dụ vì vào cái thời điểm giao mùa này rất nhiều em bé bị ho, bị viêm họng, viêm phế quản, viêm da giữa và phải sử dụng kháng sinh. Nếu trường hợp bé sử dụng kháng sinh mà có bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta có thể sử dụng men vi sinh này để giúp lập lại cân bằng vi khuẩn ruột và giúp cho bé không bị rối loạn tiêu hóa nữa, và em bé có thể hấp thu được thức ăn tốt như khi em bé không bị ốm. Và đôi khi là những trường hợp ngộ độc thực phẩm chúng ta vẫn có thể sử dụng được, và những trường hợp rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc những trường hợp tiêu chảy cấp, rồi tiêu chảy rotavirus, rồi trường hợp táo bón, rồi nôn chớ, chứng bụng đầy hơi, vân vân, thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Những trường hợp mà trẻ tiêu chảy do vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng, chúng ta cũng có thể sử dụng được, đặc biệt là một số em bé bị bất dung nạp đường lacto có trong sữa công thức và dẫn đến là hay bị rối loạn tiêu hóa, thì trong trường hợp này chúng ta cũng sử dụng được cái men vi sinh này. Và chúng ta chú ý là khi những em bé bị rối loạn tiêu hóa, rồi bị loạn khuẩn ruột do kháng sinh, rồi bị tiêu chảy cấp vân vân, mà khi đã khỏi tiêu chảy rồi thì chúng ta vẫn nên uống men vi sinh tiếp tục 2-3 tuần để ổn định cái vi khuẩn trí ở trong ruột và tránh hiện tượng tái phát. Còn với em bé mà biếng ăn, chậm tăng cân và kém hấp thu rồi suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa kéo dài thì theo khuyến cáo chúng ta có thể sử dụng men vi sinh từng đợt, mỗi đợt từ 3-6 tháng. Và chúng ta cũng không nên dùng kéo dài quá hàng năm, vì khi mà chúng ta dùng kéo dài quá hàng năm thì nó cũng sẽ không tốt, vì nó cũng sẽ dễ gây mất đến sự cân bằng về các cái chủng vi khuẩn trong ruột. Và chúng ta đối với trẻ dưới 6 tháng chúng ta có thể dùng nửa gói một ngày, và đối với trẻ từ 2-6 tháng có thể dùng từ một gói, và trẻ trẻ tuổi có dùng 2 gói trong một ngày. Và chúng ta chú ý là cái men vi sinh này nó là các vi khuẩn, cho nên chúng ta cũng không pha với nước nóng. Và khi mà đặc biệt là vào mùa đông, các em bé mẹ thường là sợ em bé uống nước lạnh dễ bị ho, cho nên là thường hay pha, tất cả mọi thứ đều pha nước nóng, nhưng riêng men vi sinh thì chúng ta không pha nước nóng. Và khi chúng ta cho em bé uống thì chúng ta nên, nếu em bé đang sử dụng kháng sinh thì chúng ta cho em bé uống sau khi uống kháng sinh được khoảng 1 tiếng đến 1,5 tiếng, và chúng ta để tránh cái tác dụng phụ là kháng sinh có thể diệt mất những cái vi sinh vật mà chúng ta sử dụng này. Và chúng ta chú ý là cái men vi sinh này chúng ta cũng có thể pha với nước quả hoặc nước cháo. Và thực tế là nó pha một mình nó rất là dễ uống. Nhưng mà nếu trường hợp có những em bé là
nó cứ thấy mùi vị lạ, nó cũng không uống. Thế thì chúng ta có thể pha với nước quả hoặc với cháo cũng được, nhưng chú ý là chúng ta phải để cho cháo nguội chúng ta mới trộn vào. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Khoa với những cái tư vấn rất là kỹ lưỡng về cái cách sử dụng men vi sinh, những cái lưu ý khi sử dụng men vi sinh. Và trong những cái trường hợp mà trẻ biếng ăn do ốm bệnh thì những cái phương pháp tăng sức đề kháng là rất cần thiết, giúp cho trẻ nhanh khỏi bệnh và giảm ốm vặt. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Hoa là chúng ta nên bổ sung cho trẻ cái sản phẩm nào để vừa giúp trẻ tăng sức đề kháng lại vừa bổ sung vi chất giúp cho trẻ cao lớn ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng ở lứa tuổi mà trẻ dưới 5 tuổi thì hệ miễn dịch chủ động của em bé vẫn chưa hoàn thiện, nên bé rất dễ bị ốm vặt. Và đặc biệt là vào những lúc giao mùa như thế này, tức là bây giờ chúng ta đang ở vào cái thời điểm giao mùa, rất nhiều em bé bị sốt, bị ho đến khám ở bệnh viện. Và mỗi khi mà trẻ ốm thì lại thường là biếng ăn, chúng ta biết rồi. Thế và biếng ăn thì cơ thể lại bị thiếu hụt vi chất và dẫn đến là ốm, đôi khi là mãi chẳng khỏi. Có những em bé ốm một tháng đi khám bệnh viện đến 3-4 lần, tuần nào đi khám, hay là một cái đợt ốm mà đi khám 3-4 lần vẫn chưa khỏi. Đây thì nhiều các bà mẹ đến khám và nghĩ rằng là thuốc của bác sĩ giúp em bé khỏi bệnh, nhưng thực ra thì bác sĩ cũng chỉ giúp một phần nhỏ thôi, còn phần chính vẫn là sự chăm sóc của gia đình. Nếu một em bé ốm mà em bé ăn uống tốt thì em bé sẽ nhanh khỏi bệnh hơn là những em bé ốm mà ăn uống kém. Bởi vì chúng ta biết rất rõ là cái vi chất dinh dưỡng nó cũng có tác dụng rất là cao trong những trường hợp mà mẹ khi bị ốm đau. Thì ốm đau, chúng ta khi mẹ ốm thì mẹ biếng ăn như vậy, chúng ta phải cố gắng làm sao giúp mẹ bù lại cái lượng thức ăn của cơ thể em bé khi mẹ chưa bị ốm, bằng cách là chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra. Em bé ăn ít cũng được, nhưng chúng ta cho bằng cách là chúng ta ăn nhiều bữa hơn. Ví dụ hàng ngày ăn 3 bữa thì rồi ốm, chúng ta có thể là em bé một ngày ăn hết 1 bát, bây giờ em bé chỉ hết nửa bát thôi cũng không sao, đừng sốt ruột. Chúng ta sẽ cho em bé ăn thành nhiều bữa nhỏ, và như vậy em bé sẽ bù lại được cái lượng thức ăn. Mà khi em bé không bị ốm, em bé ăn hết, thì bây giờ em bé bị ốm, em bé ăn nhiều bữa nhỏ, em bé sẽ vẫn ăn được đủ cái lượng đó. Và chúng ta nên nấu nhừ hơn và nấu loãng hơn để cho cơ thể em bé dễ hấp thu hơn mỗi khi em bé bị ốm đau. Và bởi vậy thì muốn cho em bé tăng cường sức đề kháng và giúp cho cái việc giảm ốm vặt là một điều rất là cần thiết. Và chúng ta muốn như vậy, chúng ta nên là đưa em bé đi khám sớm để em bé được điều trị đúng, để tránh cái lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Khi chúng ta sử dụng không đúng thì nó cũng sẽ rất là nguy hại. Vì kháng sinh thì nó cũng có tác dụng tốt, mặt tốt của nó là nó giúp cho cơ thể tiêu diệt những cái vi khuẩn gây bệnh, giúp chúng ta khỏi bệnh, nhưng cũng có mặt có hại, tức là uống kháng sinh thì cũng có thể gây nên rối loạn tiêu hóa, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hấp thu thức ăn của em bé. Chưa kể đến cái việc sử dụng kháng sinh không đúng sẽ dễ làm dẫn lên cho em bé nào là sẽ dễ bị dị ứng thuốc này. Có rất nhiều em bé dùng kháng sinh là cũng bị dị ứng, rồi bị mẩn ngứa này, rồi nôn chớ này, rồi là rối loạn tiêu hóa vân vân. Thế nên là chúng ta nên đưa em bé đi khám sớm mỗi khi em bé có biểu hiện ốm, ví dụ như sốt, như ho, như quấy khóc, ví dụ như là không thấy em bé đang ăn ngon ngủ yên bỗng nhiên là thấy em bé quấy khóc rồi không chịu ăn vân vân, thì chúng ta cũng nên đưa đến bác sĩ để bác sĩ sẽ giúp mình kiểm tra xem em bé nhà mình có vấn đề ở đâu, bác sĩ sẽ tư vấn giúp mình để tránh những trường hợp mà em bé phải sử dụng thuốc không cần thiết. Rồi đôi khi có những bà mẹ bận đi làm, là chúng ta bận đi làm, chúng ta thấy em bé sốt, em bé ho, chúng ta cứ mang vác cái đơn thuốc cũ của bác sĩ ra chúng ta uống, hoặc thậm chí chả vác đơn thuốc cũ, chúng ta lại thấy bạn bè mách con tớ ốm ho uống cái này khỏi thì cậu cũng cho uống chắc chắn nó khỏi. Thế đâm ra và chúng ta không cho em bé đi khám, và như thế là dẫn đến nhiều khi là hậu quả không tốt dành cho em bé. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta rất chú ý khi mà chế độ dinh dưỡng khi mà bé bị ốm đau. Và chúng ta chú ý là ngoài ra thì chúng ta nên bổ sung những dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng và phát triển chiều cao cho em bé. Được. Ví dụ như là cái Bodyfitin, thì ngoài cái Bodyfitin 2 dành cho lứa tuổi mà từ 6 tháng cho đến 4 tuổi, thì ngoài cái chứa cái Immunofa và Colostrum là cái chất mà giúp tăng cường cái miễn dịch cho em bé, phòng chống cái bệnh lý đường hấp. Vì chúng ta biết là giao mùa như thế này thì những một nỗi hô hấp cấp tính, ho, sốt, rồi viêm tai, viêm họng vân vân là bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Thì cái Bodyfitin này ngoài chứa những cái chất mà giúp tăng cường sức đề kháng cho em bé như vậy, nó còn chứa cái canxi, nano, vitamin D và MK7, rồi kẽm, mangan, đồng, DHA vân vân, giúp bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng. Khi mà em bé biếng ăn như vậy, em bé không, cơ thể em bé không đủ chất dinh dưỡng thì không gì bằng chúng ta bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng cho em bé để giúp cho em bé, cơ thể em bé vẫn phát triển được như bình thường và giúp cho phát triển cái chiều cao cũng như cân nặng của em bé như lúc mà em bé không bị ốm.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Ngọc Hoa. Vậy thì Mai Hương có một câu hỏi nữa trước khi mà chúng ta đến với những kết nối của quý vị thính giả trực tiếp gọi điện lên thông qua tổng đài 1900 6255. Đó là vậy thì các cha mẹ muốn mua những cái sản phẩm đó thì chúng ta nên tìm mua ở đâu ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể mua ở hiệu thuốc của các nhà thuốc bệnh viện cũng như các nhà thuốc lớn, thì tôi nghĩ là các hiệu thuốc này đều có. Nếu trường hợp mà chúng ta có những nơi mà những chẳng hạn đôi khi những vùng nông thôn ý, mà không có những cái hiệu thuốc mà người ta không có, thì chúng ta có thể gọi điện thoại lên tổng đài 1900 1259 thì sẽ được tư vấn cụ thể về cái sản phẩm này. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 9:30 và sẽ phát lại vào 19 giờ cùng ngày trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe. Xin được nhắc lại đó là ở tần số 98.9 MHz tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và ở tần số 101.7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Và quý vị thân mến, là chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai của chương trình có chủ đề là Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng kết nối. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ trực tiếp đón nhận những kết nối của quý vị thính giả. Chào đón quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là những hệ lụy khi trẻ biếng ăn kéo dài và bí quyết giúp trẻ ăn ngon. Và đồng hành với chương trình là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe rất là nhiều những kiến thức được chia sẻ từ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa về những cái vấn đề xung quanh cái chuyện là trẻ biếng ăn rồi biếng ăn kéo dài. Và xung quanh cái chuyện biếng ăn kéo dài thì có rất là nhiều những cái hệ lụy đối với sức khỏe của trẻ em mà các bậc phụ huynh cần thiết phải trang bị những kiến thức của mình đối với cái việc là biếng ăn và có những cái phương án điều chỉnh để tăng hương vị cho món ăn này, rồi thì giúp cho trẻ ăn ngon hơn cũng như là hạn chế cái tình trạng biếng ăn ở trẻ. Và quý vị thính giả thân mến, quý vị có thể là trực tiếp gọi điện lên tổng đài của chúng tôi ngay bây giờ thông qua số điện thoại đó là 1900 6255. Quý vị sẽ được kết nối trực tiếp với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Và mở đầu của những câu hỏi ngày hôm nay gửi đến bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, Mai Hương sẽ xin được gửi một câu hỏi từ hòm thư điện tử biên tập a@989.vn tới bác sĩ Đinh Ngọc Hoa như sau. Chào bác sĩ, con em là con gái, hiện được 11kg và đã 31 tháng tuổi. Bé tăng cân rất chậm, mặc dù là bé cũng ăn uống bình thường như là thịt cá, củ quả, đặc biệt là hải sản tôm cua. Bé đang uống sữa khoảng 400ml một ngày. Xin bác sĩ cho lời khuyên. Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ. Với câu hỏi này thì Mai Hương cũng xin được nhờ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa sẽ giải đáp ạ. Chào bạn. Em bé nhà bạn năm nay là 31 tháng mà được 11 cân. 11 cân thì em bé nhà bạn cân nặng vẫn chưa đạt so với chuẩn. Ở một em bé 31 tháng thì em bé cân nặng của em bé phải đạt là 13 cân. 13 cân mà nhà mình 11 cân thì như vậy em bé nhà mình còn thiếu 2 cân so với chuẩn. Và nếu mà em bé ăn bình thường mà em bé không lên cân, chứng tỏ rằng em bé hấp thu kém. Không biết là em bé nhà bạn về vấn đề tiêu hóa như thế nào, có hay bị rối loạn tiêu hóa hay không. Và một ngày đối với em bé mà 31 tháng mà một ngày uống 400ml sữa thì cái sữa đầy cũng chưa được đạt. Bạn có thể cho em bé uống một ngày từ 500 cho đến 600ml sữa. Ngoài ra cộng với là ăn thêm, bây giờ 31 tháng rồi, không biết em bé đã ăn cơm rồi không, thì em bé có thể ăn cơm cùng với bà, cũng biết em bé đã đi mẫu giáo chưa. Đấy, thế thì nếu như trường hợp em bé đi mẫu giáo thì em bé cũng đã ăn theo cái chế độ ăn của cái trường mẫu giáo rồi. Thế còn nếu như em bé mà chưa đi mẫu giáo thì em bé, bạn có thể cho em bé ăn một ngày là ăn 3 bữa cháo hoặc cơm và 2 bữa sữa. Thế nếu em bé ăn uống vẫn bình thường mà em bé không nâng cân như vậy thì bạn nên bổ sung thêm cái men vi sinh cho em bé. Bạn có thể lựa chọn cái men vi sinh Golden Lab, nó chứa 2 thành phần là cái lợi khuẩn và cái chất xơ hòa tan, thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Bởi vì em bé như bạn ăn tốt mà không nâng cân, chứng tỏ rằng sữa hấp thu tiêu hóa thức ăn của em bé không được tốt. Cho nên cái việc mà bạn nên bổ sung thêm cái men vi sinh cho em bé để giúp việc tiêu hóa thức ăn là rất nên làm. Ngoài ra bạn có thể cho em bé uống bổ sung thêm cái men tiêu hóa nữa. Chúng ta đừng nhầm cái men tiêu hóa và men vi sinh. Cái men tiêu hóa là cái men, nó là enzyme, nó làm hệ thống enzyme do cái hệ thống tiêu hóa của cơ thể chúng ta tiết ra, và cái enzyme này nó có tác dụng phân cắt thức ăn thành những mảnh nhỏ để cho nó giúp tiêu hóa thức ăn. Em nhà bạn ăn tốt mà không lên cân thì chứng tỏ rằng hệ tiêu hóa của em bé đang kém. Bạn có thể hỗ trợ
giúp cho tăng cường cái sức khỏe trên đường tiêu hóa bằng cách là vừa bổ sung thêm cái men tiêu hóa và vừa bổ sung thêm cái men vi sinh. Cái men tiêu hóa bạn có thể uống cái Neopeptin và uống trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Còn cái men vi sinh Golden Lab thì bạn có thể cho em bé uống trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Thì cùng với một chế độ ăn mà dễ hấp thu, bạn ví dụ như là trường hợp em bé nhưng mà ăn tốt mà vẫn chậm tăng cân như vậy thì bạn có thể nấu thức ăn nó nhừ hơn, ninh nhừ thịt cá hơn để cho em bé dễ hấp thu, và cộng với cái bổ sung thêm men tiêu hóa và men vi sinh thì tôi nghĩ rằng là trong một thời gian nữa thì em bé như bạn cũng sẽ đạt cân nặng theo chuẩn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Hậu Khoa với cái lời tư vấn dành cho vị thính giả đã gửi thư qua chương trình. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tín hiệu kết nối trực tiếp với tổng đài 1900 6255 ngay bây giờ. Alo, chương trình Cặp Tiếng Nước Nổi Tiếng, xin nghe. Vâng, em chào chị, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào ạ, bạn. Xin chào thính giả. Vâng, thì em cho em hỏi bác sĩ ạ, con em thì nó bây giờ nó được 9 tháng rồi nhưng mà nó được 7 cân rưỡi, thì bây giờ nó biếng ăn lắm bác sĩ ạ. Thì giờ nó cho nó ăn nó cứ khóc, nó biếng ăn, nó không chịu ăn. Thế chào bạn, em bé như bạn là 7 cân rưỡi, em bé gái, em bé trai? Dạ, em bé gái ạ. Em bé gái 7 cân rưỡi thì 9 tháng thì em bé cũng hơi thấp cân so với chuẩn. Ở chuẩn thì em bé 9 tháng thì phải được 8 cân 2 cho đến 8 cân 2 cho đến 8 cân rưỡi. Thế thì em bé như bạn là cân nặng cũng thiếu một chút, thì không biết là bé có ăn sữa mẹ không? Dạ có, nó từ khi sinh ra thì nó vẫn bú sữa mẹ, không uống sữa ngoài. Rồi, thì bây giờ thì em bé ăn dặm như thế nào? Em thử nói một cái ngày ăn của em bé xem. Thì ăn dặm thì mẹ nó nấu cháo, rồi nếu mà không ấy thì mua sữa ngoài, thì mua cháo ngoài thì nó chỉ ăn được mấy giờ đầu nó ăn ngon, sau mấy giờ sau thì nó ăn, nó không ăn, nó cứ khóc, nó cứ sợ mẹ nó cho ăn, nó chạy. Mẹ cho đã biết đi rồi. Vâng, làm chậm đó. Làm chậm đi. Tức là về vận động thì em bé phát triển tốt, chỉ có mỗi là cân nặng thì em bé chưa đạt thôi. Thế thì em bé 9 tháng thì đã ăn cháo rồi ạ? Ăn cháo hạt hay là ăn cháo xay? Ăn cháo hạt ạ. Bây giờ trước ăn mới tập cho ăn cháo hạt đây ạ. Thực ra thì 9 tháng thì cũng chưa nên ăn cháo hạt. Thì bác sợ là 9 tháng cháo hạt em bé chưa hấp thu được. Thế thì không biết là em ví dụ như một ngày thì em bé ăn cháo thì thường là bữa sáng, bữa tối, bữa trưa ăn cháo như thế nào? Em thử nói xem mà nấu như với những cái gì. Nấu thì nấu, hôm thì nấu cháo với thịt bò, hôm thì cá hồi, hôm thì tôm bác sĩ ạ. Tức là toàn những thức ăn cũng rất là tốt rồi đúng không? Thế thì theo bác ấy thì em có thể cái việc mà em cho em bé ăn cháo cũng có thể được, nhưng mà ăn nên nấu, tức là mình có thể nấu một nồi cháo trắng cho em bé ăn từ sáng đến chiều. Và thì nên xay cháo ra, thì có rất nhiều bà mẹ là sau khi nấu cháo xong các bà mẹ xay ra, xay cháo để cho em bé dễ hấp thu hơn. Bởi vì rằng là 9 tháng thì cũng chưa ăn được cháo hạt. Thông thường cháo hạt cũng phải 15 tháng thì mới cho ăn. Chứ còn 9 tháng thì chúng ta nếu nấu cháo thì chúng ta có thể xay ra để cho em bé dễ hấp thu hơn. Thứ hai là cái việc mà em thay đổi bữa cho em bé, lúc mà bữa cá, lúc thì bữa thịt bò, lúc bữa tôm là rất đúng rồi. Thế và em nên bổ sung thêm mỗi một cái, ví dụ như một bữa cá, một nồi cháo trắng nấu từ buổi sáng này, buổi sáng có thể cho em bé ăn thịt bò này. Thế thì đối với thịt bò thì có thể mình chọn một loại rau nào đấy, một vài loại rau mình cho vào cho em bé, mình tránh xay rau. Tức mình chỉ xay cháo thôi, còn thì rau thì mình thái nhỏ ra và mình nấu chín, rồi mình nấu cùng với, sau đó mình cho cháo vào, nấu cùng với cháo để cho em bé ăn. Thế và thịt bò thì cũng mình nên cho vào nồi áp suất, mình hầm cho nó thật nhừ ra. Và cái việc mình hầm dừ như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tiêu hóa thức ăn được dễ hơn, bởi vì em biết rằng là cơ thể của chúng ta chỉ hấp thu được từng loại axit amin một, giống như là cái xích ấy, tức là cái protein nó cũng nối với nhau từng mắt xích một, giống như là cái xích xích xe đạp, cái xích xe máy ấy. Em nhìn rồi biết rồi đúng không? Thế thì cơ thể chúng ta chỉ hấp thu được từng cái mắt xích nhỏ thôi, tức là từng axit amin một. Và cái việc mà chúng ta băm, chúng ta chặt, chúng ta thái ra thì nó cũng tác dụng làm cho cái protein đấy thành những cái mảnh nhỏ, và khi chúng ta ăn vào thì cơ thể chúng ta tiết những cái men tiêu hóa. Những cái men tiêu hóa này nó sẽ giúp cho cái việc phân cắt thức ăn thành các axit amin, thì lúc đấy cơ thể mình mới hấp thu được. Bởi vậy mà chúng ta cái việc mà em ninh nhừ cái thịt ra thì dưới tác dụng của nhiệt độ như vậy thì cái protein nó cũng sẽ được phân cắt thành những mảnh nhỏ hơn. Thì vào trong cơ thể thì cái hệ thống enzyme trong cơ thể nó mới giúp cho cơ thể cắt thành từng axit amin một, mới giúp hấp thu được tốt hơn. Bởi vậy em nên ninh nhừ thịt
rồi em mới cho vào nấu cháo cho em bé ăn nhá. Thế là một, thứ hai nữa là em nên cho em bé ăn theo giờ, bảo mẹ đấy đến cho theo giờ. Ví dụ như là 7 giờ sáng em cho bé ăn, mà cái bữa ăn cũng không nên kéo dài quá 30 phút. Nếu em bé ăn mà quá 30 phút mà chưa hết cái suất mình định cho ăn thì em dừng lại không cho bé ăn nữa, và em để đến tận 10 giờ mới cho bé ăn tiếp. Thì việc như vậy nó sẽ tạo ra là khiến cho dạ dày của em bé nó rỗng, nó đói, thì nó mới có tác dụng báo lên trên não là bụng tôi đang đói, và lúc đấy mới có cảm giác thèm ăn. Thế và cái mình cũng không nên trộn quá nhiều các loại rau củ trong một bữa ăn cho em bé. Thế ngoài ra thì em có thể bổ sung thêm cái men vi sinh và men tiêu hóa để giúp cho em bé ăn ngon hơn. Em có thể mua cái men vi sinh Golden Lab cho em bé ăn, và ăn thì ăn sau bữa ăn. Thế và có thể cho em bé uống thêm một cái men tiêu hóa là cái Neobactin trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. Thế thì em có thể sử dụng như vậy trong một đợt, thì chị nghĩ rằng là con nhà em sẽ chắc chắn sẽ lên cân thôi. Và trước khi sử dụng thì em cũng nên đưa em bé đến khám bác sĩ, bác sĩ sẽ định cho mình cái liều thuốc sử dụng cho nó phù hợp nhé. Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn anh vị thính giả đã gọi điện lên chương trình thông qua tổng đài 1900 6255, và xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã có những cái tư vấn rất là kỹ lưỡng dành cho vị thính giả vừa rồi. Còn bây giờ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đến với một kết nối tiếp theo thông qua tổng đài. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Alo. Vâng ạ, xin chào thính giả. Bác ơi, em muốn hỏi là cái bé này em ấy nó có hiện tượng là nó biến ăn ấy. Cái cháu nó khoảng 22 tháng tuổi, nó hiện tượng nó biến ăn. Mà mấy bữa vừa rồi ấy thì là cháu đi ngoài nó lại khó đi, nó cứng, phải sang viện cái này, sang phòng khám để người ta thụt gọi là đưa ấy vào để lấy ra đó. Bác sĩ vấn cho em xem là cháu ăn những cái loại thực phẩm gì hay là sữa gì để cháu nó hấp thu tốt, nó ăn khỏe mà nó không bị táo bón ạ. Chào em. Thế thì không biết em bé nhà bạn là 22 tháng thì bình thường là một ngày em bé mấy ngày em bé mới đi ngoài một lần? Ngày trước thì nó 2-3 ngày cháu đi một lần, nhưng bây giờ nó 3 ngày mà nó lại đi, nó hiện tượng nó cứng, nó ngồi nó không đi được ấy, nó khô ấy. Rồi, phân khô cứng. Sao bác sĩ nói là cháu khô, nó cứng nên là phải đưa thuốc thì thụt. Cái ống thụt đấy 7.000 đấy. Bác biết rồi. Đấy. Thế thì đúng em rồi. Thử nói xem là em hàng ngày có trực tiếp chăm sóc em bé không, hay là mẹ hay là bà? Hàng ngày thì như bọn em thì cứ phải đi làm, bà nhà chăm sóc thì bảo bà cho cháu uống nước, người cho ăn thì cái khẩu phần ăn như vậy thì bà thấy nó có hiện tượng như thế. Thế thì thông thường thì một ngày thì bà cho ăn thường ăn những cái gì, rau quả ví dụ một ngày bình thường một ngày của em bé ăn như nào em thử nói. Dạ nhà em thì bé nó ăn ngày 3 bữa, thì sáng thì chúng em ở nhà cho ăn, tối thì em phải ăn, buổi trưa thì ăn ở nhà với bà, thì những cái rau, rau cải, rau muống, những cái rau ở quê nhà mình ăn cháu ăn, còn cái này thịt rồi là kho cá thì ăn đấy thôi. Tức là em bé 22 tháng nhưng mà ăn theo gia đình, tức là nhà ăn như thế nào thì em bé ăn như vậy? Dạ vâng. Em bé ăn cơm cho hay em ăn cháo? Dạ bữa trước thì cháu nó ăn cơm, sau này thấy cháu nó, người nó không ăn cơm thì chúng em lại bỏ ra em xay vậy, thì cho cái rau vào nữa thì xay vào thì là nó lại mềm, nó như kiểu là bột cháo ấy, thì cháu lại ăn, xong ăn một thời gian là nó lại chán, nó lại không ăn như thế nữa, bây giờ nó cứ ngậm. Đúng rồi, thực thì em bé, các em bé nào cũng có cái giai đoạn mà nó cũng biếng ăn. Thế nhưng mà nếu có tình trạng biếng ăn mà nó kéo dài thì nó không tốt. Thế thì em bé như em là 22 tháng, hiện tại bao nhiêu cân? Dạ, cháu thì giờ khoảng 10 cân đó. À 10 cân, nếu 10 cân thì kể cả bé gái, bé trai thì đều là cân nặng thiếu hơn so với chuẩn 2 cân. Thế thì nếu mà chúng ta mà bây giờ ở cái tuổi 22 tháng như thế này mà 10 cân thì cân nặng chưa đạt rồi. Thì khi mà ăn uống kém thì nó cũng sẽ dễ bị táo bón. Mà khi táo bón như vậy nó sẽ ảnh hưởng hấp thu các thức ăn, và nó cũng sẽ dẫn đến là biếng ăn. Thì vấn đề của mình trước hết là phải chỉnh lý cái vấn đề tiêu hóa của em bé. Thế thì cái đối với bạn, những bạn táo bón thế này thì em chú ý là trẻ nhỏ thì là thông thường là trẻ nó rất là, nhất là ở cái tuổi mà 22 tháng này, bắt đi biết chạy rồi, biết đang tập nói rồi, đang chạy vù vù rồi, biết đi rồi, rất là hoạt động rất là nhiều. Và cái hoạt động đấy thì nó sẽ dẫn đến là vã mồ hôi và mất nước. Cho nên em chú ý là dặn bà làm sao để cho em bé uống đủ nước nhá. Uống đủ nước tức là như nào, mình phải chủ động cho em bé uống nước. Nếu mà khi bé khát thì bé đòi, tức là cơ thể đã bị thiếu nước rồi. Nên là bạn chú ý là phải bảo bà là chủ động cho bé uống nước. Uống được nhiều nước như vậy
thì nó cũng sẽ làm cho cái phân nó sẽ mềm hơn và nó dễ đi ngoài hơn. Bởi vì là khi mà cơ thể thiếu nước thì nó phải hấp thu nước từ đường tiêu hóa vào để phục vụ cho những cái phản ứng trong cơ thể, phục vụ cho hoạt động của cơ thể. Bởi vậy mà cái nước của cơ thể không lấy được từ đâu ngoài cái đường tiêu hóa ra. Nếu chúng ta không uống vào thì cơ thể nó sẽ rút nước của đường tiêu hóa đi, dẫn đến là phân sẽ khô cứng và em bé sẽ bị táo. Đấy, em phải hiểu được cái cơ chế của nó thì em mới có thể giúp cho em bé nhà mình điều trị cái táo bón được tốt hơn. Nên thứ nhất là cái uống đủ nước. Thứ hai là cái chế độ ăn. Nếu như mà trường hợp mà bây giờ em dặn bà là những cái thứ mà nó gây táo bón như là những cái như ổi này, hồng xiêm này, rồi cà rốt này, là những cái mà nó gây táo bón, thì mình hạn chế ăn những loại rau củ đó. Và mình nên cho ăn, em bảo bà nên cho ăn thay bằng lá rau màu xanh thẫm. Trong lá rau nó có chất xơ thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc đi ngoài được dễ dàng hơn nhé. Thứ nhất chế độ ăn, thứ hai là phải để ý cái chế độ ăn như vậy. Thì ăn nhiều những cái rau quả màu xanh thẫm, dụ như là nhà mình có cái rau gì thì mình cho em bé ăn cái rau đấy. Ví dụ như là rau mùng tơi này, rồi rau muống, rau cải, rau lang vân vân. Những cái lá rau ấy, những cái lá rau thông thường nhiều các gia đình ấy là rất sợ cho em bé ăn lá rau là sẽ bị tớ thuốc sâu, bị độc. Và chính vì thế mà toàn thay bằng ăn củ quả. Cái việc ăn củ quả thì dễ làm cho em bé bị táo bón, cho nên mình chú ý là ăn cái lá rau màu xanh. Mà nhất là nhà em thì lại có điều kiện để trồng được rau nữa thì rất là yên tâm khi mà em cho em bé ăn rồi. Thế và cái thứ ba nữa là em tập cho bé có thói quen đi ngoài theo giờ. Tức là có thể em để ý xem, bảo bà xem là hàng ngày thà thường em bé hay đi ngoài vào buổi sáng, buổi chiều. Thì đến cái giờ đó mình nên cho em bé ngồi bô, thì dần nó sẽ tạo thành một thói quen. Và cái điều nữa là em nên bổ sung thêm cho em bé cái men vi sinh. Và cái việc mà chúng ta bổ sung thêm men vi sinh như vậy, thứ nhất là nó giúp cho việc tiêu hóa thức ăn. Thứ hai là nó cũng sẽ giúp cho việc chống táo bón. Đặc biệt là cái men vi sinh Golden Lab, nó trong đó nó có chứa cái chất xơ. Cái chất xơ thì trong quá trình chuyển hóa thì nó sẽ làm cho phân mềm và xốp, và khiến cho em bé nó dễ đi ngoài hơn. Thì bác nghĩ rằng là nếu em thực hiện như vậy thì chắc chắn là em bé như em nó sẽ hết táo bón thôi. Và khi hết táo bón thì em bé sẽ ăn được tốt, thì em bé cũng sẽ tăng cân được như là các bạn khác. Dạ vâng, không biết là gì ạ? Em có thể uống cái men vi sinh Golden Lab. Cái men vi sinh đấy nó có chứa chất xơ như bác vừa nói. Golden Lab ạ? Vâng ạ, thính giả nghe rõ không ạ? Vâng. Rồi vâng, thế em cảm ơn bác. Có gì thì rồi em lại nhờ bác tư vấn sao? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo đang đợi máy của chương trình nhé. Alo. Dạ, alo, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em ở Bình Dương này, em có mấy câu hỏi em hỏi bác sĩ này. Em có hai cháu gái bác sĩ ạ. Dạ. Một cháu thì năm nay nó 12 tuổi và nó cao 1m52 và nặng 41 kg. Thì cháu nó làm biếng ăn lắm. Em hỏi bác sĩ là có cái cách gì tư vấn cho em để em bổ sung cho cháu vào cái tuổi của cháu thì nó đang phát triển đấy bác. Rồi một bạn nữa là bao nhiêu tuổi? Dạ, còn cháu nữa là 5 tuổi rưỡi. Cháu này thì nó lại tới 25 kg mà không biết nó phải giữ cân nhiều không. 25 cân và nặng cao bao nhiêu? Cao 1m14 phân ạ. Mà cháu nó hay bị đi táo bón đó. Thế là ăn bạn sau thì... này cái bạn bé hả? Dạ vâng, bạn bé đấy ạ. Cháu ăn uống thì tốt, nhưng mà mỗi cái là cháu mỗi lần nó đi cầu là nó bị táo bón và nó đi lâu lắm á. Dạ. Thế thì hai bạn gái của em thì bạn thứ nhất là 12 tuổi này, bây giờ bạn ấy là cân nặng của bạn ấy là 41 kg ạ. 41 kg. Vâng. 12 tuổi cân nặng 41 kg. Và chiều cao là 101 cm. Và 1m52 đấy bác. À, một chiều cao là cân nặng là 41 và chiều cao là 152 cm. Vâng, đúng ạ. Thế thì cái cân nặng và chiều cao của cái bạn 12 tuổi thì đều đạt rồi em. Ở chuẩn thì cân nặng của theo chuẩn quốc tế thì cân nặng của cái bạn mà 12 tuổi con gái thì khoảng từ 41 cân rưỡi cho đến 42 cân, và chiều cao thì đạt là 152 cm. Thì con em là chiều cao cũng như cân nặng là đạt chuẩn rồi, em cũng không phải lo. Thế thì cái chính là ở cái tuổi này là cái tuổi mà làm sao, cái tuổi là cái tuổi mà tí tiền dậy thì này. Thì đây là cái giai đoạn cuối cùng để cái phát triển chiều cao. Thế thì để cho em bé, giúp cho em bé có mức chiều cao tốt hơn nữa,
thì em vẫn chú ý là cái chế độ ăn của em là chắc là ok rồi, nên là em bé mới đạt được chuẩn như thế này. Thì có thể em giúp cho bé phát triển chiều cao một cách tốt hơn nữa bằng cách là cho em bé thể thao tốt này, rồi ngủ đủ giờ này. Rồi vì em biết rằng là các hormone tăng giúp phát triển chiều cao đấy thì nó lại tiết ra chủ yếu là vào ban đêm khi mà chúng ta đang ngủ say, cho nên là cái việc mà ở cái tuổi này học hành cũng hơi nhiều. Thì nếu như mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái chế độ sinh hoạt hợp lý, giúp em bé ngủ đủ giờ thì em bé cũng sẽ phát triển được cái chiều cao rất là tốt. Và cộng thêm mới là có thể cho em bé hè, nghỉ hè có thể cho em bé chơi những món thể thao, ví dụ như cầu lông này, rồi bơi này vân vân, là những cái món thể thao mà nó giúp cho phát triển chiều cao. Rồi có thể bổ sung thêm các cái vi chất mà giúp cho hỗ trợ cái hệ xương của bé được chắc khỏe, như là cái Viptin. Thì bác nghĩ rằng là em bé nhà em lớn lên sẽ đạt chuẩn và có khả năng là đi thi hoa hậu hả? Dạ, cháu ơi, bác, em cháu nó biếng ăn đó bác ạ. Tại vì mỗi bữa nó ăn được có xíu cơm mà đồ ăn thì mẹ nó làm nó cho nó biếng ăn, coi như là nó không muốn ăn gì bác. Thực ra thì cái đúng là cái tốc độ phát triển của cơ thể thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề mà dinh dưỡng chúng ta đưa vào. Nhưng có một số bạn là cái hấp thu dinh dưỡng của bạn rất là tốt. Đấy, thì bạn ấy ăn và bạn hấp thu được hết thì bạn cũng sẽ phát triển được cái chiều cao tốt. Nhưng có những bạn mà cái ăn vào rất là tốt nhưng mà lại không tăng cân, không phát triển chiều cao, những bạn đó thì lại hấp thu kém. Thế thì em cũng không phải lo, quan trọng nhất là gì? Em cứ theo dõi cái chiều cao, cân nặng của em bé, nếu đạt chuẩn là em yên tâm. Và em cứ khuyến khích giữ một chế độ sinh hoạt như vậy thì bác nghĩ rằng là con em đến tuổi trưởng thành cũng sẽ được tốt như ý. Thế còn bạn thứ hai là bạn ấy 55 tuổi rưỡi nhỉ? Vâng, mà 5 bạn, tuổi rưỡi bác ạ. Mà 25 cân đúng không? Vâng, 25kg mà cao 1m14 bác ạ. 25kg và cao 1m14 thì cân nặng cũng như chiều cao của bạn này thì đều là vượt so với chuẩn. Thế thì những cái gì cũng vậy, tức là nó phải đúng chuẩn thì nó mới tốt. Vượt quá cũng không tốt mà thấp quá cũng không tốt. Thế thì nếu như bạn ấy 25 cân, bây giờ bạn mà tăng thêm 2 cân nữa là bạn ấy sẽ bị thành béo phì mất rồi. Đấy, mà biết rằng là khi mà béo phì nó sẽ gây nên một loạt những hậu quả cũng không tốt. Tức là béo phì như vậy thì nó cũng sẽ dẫn đến là cái hiện tượng mà cái em phải biết là có cái hiện tượng tức là còi xương thể bụ. Tức là cái nhu cầu của mình nó rất là cao, trong khi cái cung cấp của mình thì đôi khi nó lại chưa phù hợp, và dẫn đến là em bé mặc dù mà tăng cân nhưng em bé vẫn thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng. Có rất nhiều những em bé béo đến khám bệnh viện của bác xét nghiệm ra thì là thiếu canxi, là rồi là các cái thiếu cả máu nữa. Đấy, vâng, thiếu cả sắt nữa. Em hỏi cái này bác sĩ, em đỡ lời bác sĩ là cái bé nhà em là đêm nằm ấy nhiều lúc nó hay kêu nhức mỏi chân tay ấy bác. Nhức mỏi chân. Vâng, ý là nó hôm trước nó cũng kêu đau chân tay, nó kêu nhức mỏi. Em cho đi phòng khám thì bác sĩ nói, bác sĩ bắt đi lại thì bác sĩ nhìn thì bác sĩ bảo chắc không phải gì, nó thiếu canxi. Em hỏi bác là cái hiện tượng đấy có phải không bác? Đúng như vậy, có rất nhiều em bé đau chân thì nó còn là gọi là cái nhức mỏi chân tăng trưởng. Ví dụ em đau các khớp này, khớp cổ chân hoặc khớp đầu gối vân vân thì em bắt buộc phải đi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Còn đau nhức chân mà đau ở phần ống chân rồi đau ở phần đùi vân vân mà chỉ hay đau thường vào buổi đêm thì nó sau đấy sáng dậy lúc thì bạn hết thì em nên bổ sung thêm canxi cho em bé một đợt. Thì đối với cái tuổi này em có thể bổ sung chọn cái canxi nano là cái body 15. Thì dùng cái canxi nano đó thì nó cái do cái trọng lượng phân tử nó rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng sự hấp thu canxi, không ảnh hưởng khi mình dùng kéo dài thì nó không ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể, nó không gây lắng động tại thận, nó không gây nên cái hiện tượng cặn thận vân vân. Thì mình chọn canxi nano đấy. Rồi còn ngoài ra thì nó có ngoài cái body 15 đấy, ngoài có canxi nano nó có vitamin D và MK7, nó giúp cho việc gắn kết canxi được tốt. Vì em biết là dùng canxi lại phải dùng một đợt kéo dài trong vòng từ 4 đến 8 tuần, chứ còn nếu dùng một đợt độ khoảng 10 ngày nó không tác dụng gì cả. Thế nên em thử bổ sung thêm rồi. Đúng rồi. Em bổ sung thêm canxi cho em bé một đợt. Nếu như mà em bé vẫn có hiện tượng nhức chân nhiều thì em cũng nên đưa em đi khám xem có bệnh lý gì về xương không. Thế còn thì cái đối với em bé thì cái cân nặng và chiều cao của em bé thì đều là thừa so với chuẩn rồi. Thì để cho cái phát triển đúng chuẩn thì em nên hạn chế cho bạn ăn tinh bột. Hạn chế tinh bột, rồi những cái nước ngọt có ga cũng không nên cho bạn ấy uống. Vì trẻ con nhỏ rất thích ăn bánh kẹo này, rất thích ăn những cái uống, rất thích uống nước ngọt có ga, nên em nên hạn chế cái đó để cho bạn ấy không bị tăng cân tiếp. Và em nên thay bằng cho bạn ăn nhiều rau xanh thì bác nghĩ rằng là sau một thời gian thì cũng sẽ đạt được chuẩn như là bạn chị. Dạ vâng ạ. Thưa vị thính giả, là thời gian của chương trình không còn nhiều, cho nên là chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị thính giả đã gọi điện lên chương trình, cũng như là cảm ơn những tư vấn hết sức thấu đáo từ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa.
Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Men Vi Sinh Golden Lab tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Men Vi Sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh.